Lý Nam Đế, vị hoàng đế đầu tiên của nước ta. Dẫu cho thân thế còn nhiều bí ẩn, nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng, với tài thu dụng nhân tâm và khả năng cầm quân của mình, Lý Bí là người đã kết thúc giai đoạn Bắc thuộc lần thứ hai để trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tiền Lý nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung với danh xưng Lý Nam Đế. Dẫu nền độc lập đó không bền, nhưng công lao của ông mãi mãi được hậu thế ngợi ca, tưởng nhớ. Lai lịch mù mờ. Theo Ngọc Phả, Việt Thường Thị Tiền Lý Nam Đế Ngọc Phả Cổ Lục, Lý Bí sinh ngày 17 tháng 10 năm 503. Thực tế, ngay cả cái tên Lý Bí cũng chưa hẳn là đúng, bởi tên tiếng Hán của ông còn có một cách đọc khác là Lý Bôn. Thậm chí tên Lý Bôn được cho là đúng hơn, vì theo nghĩa tiếng Hán, Bôn có nghĩa là dũng cảm, nhanh nhạy. Về quê hương của Lý Bí, các nguồn tài liệu ghi cũng khác nhau. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí ghi quê ông ở phủ Long Hưng. Các sử gia nhà Nguyễn xác định Long Hưng thuộc Thái Bình và cho rằng Lý Bí quê ở Thái Bình, trong khi Việt Nam Sử Lược ghi phủ Long Hưng thuộc tỉnh Sơn Tây cũ. Tại khu vực này có nhiều đền thờ Lý Bí và những người gắn bó với ông như Triệu Túc, Phạm Tu, Lý Phật Tử. Năm 2012, nhân kỷ niệm 1470 năm ngày cuộc khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học một số vấn đề về vương triều Tiền Lý và quê hương của vua Lý Nam Đế tại Hà Nội. Dựa trên cơ sở tư liệu, điền giả, thực địa kết hợp với thần tích, truyền thuyết, 27 tham luận tại hội thảo đưa ra kết luận Lý Bí có quê gốc ở thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Lai lịch của Lý Bí cũng mù mờ, hiện hầu hết các bộ sử cổ đều khẳng định dòng họ ông gốc người Hán, nhưng giải thích lại khác nhau. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Nam Sử Lược đều ghi tổ tiên ông tránh sang ở Giao Châu để lánh nạn vào cuối thời Tây Hán. Đến đời thứ 8 của Lý Bí thì dòng họ Lý đã ở Việt Nam được hơn 5 thế kỷ. Chính sử Trung Quốc đều có Lý Bí là Giao Châu thổ nhân, còn sách Văn Minh Đại Việt của Nguyễn Duy Hinh cho rằng Lý Bí là thế hệ thứ 11 của họ Lý từ khi sang Việt Nam. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, đa phần người dân Việt Nam sẽ không bao giờ để ý tới những tranh cãi, bí ẩn ở trên. Thay vào đó, nhân dân chỉ nhớ Lý Bí là người đã giải phóng dân tộc, thành lập nước Vạn Xuân. Thay vì tranh cãi rằng quê ông ở đâu, nguồn gốc thế nào, người ta chỉ nhớ tới một điều duy nhất rất ngắn gọn. Ông là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam với danh xưng Lý Nam Đế, tức hoàng đế của nước Nam. Thời thế tạo anh hùng. Theo giả sử, thời khắc Lý Bí chào đời, hào quang xuất hiện, rồng vàng giáng xuống. Ngay khi mới sinh, ông đã có thần tướng lẫm liệt, diện mạo khác thường. Mới lớn một chút, Lý Bí đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, sớm hiểu biết. Khi Lý Bí 5 tuổi thì cha mất, 7 tuổi thì mẹ qua đời, ông đến ở với chú ruột. Một hôm, có vị Pháp Tổ Thiền Sư đi ngang qua, trông thấy Lý Bí khôi ngô, liền xin đem về chùa nuôi dạy. Theo xác minh của hội thảo năm 2012, vị Pháp Tổ đó là Phổ Tổ Thiền Sư và ngôi chùa đó là chùa Giang Xá thuộc Hoài Đức, Hà Nội. Trong hơn 10 năm làm tiểu ở chùa, Lý Bí tích cực học tập, trở thành người học rộng, hiểu sâu, văn võ toàn tài, sau được tôn lên làm thủ lĩnh địa phương. Cũng vì có tài nên ông được Thứ Sử Tiêu Tư Nhà Lương mời ra làm chức giám quân ở Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng sau khi thấy Tiêu Tư hà khắc tàn bạo, Lý Bí đã từ quan về quê, chiêu binh mãi mã chống lại chính quyền đô hộ. Được nhiều người hưởng ứng, lực lượng của Lý Bí lớn mạnh, nhân tài khắp nơi ùn ùn kéo về. Ông liên kết với các châu lân cận cùng chống lại Tiêu Tư. Cuối năm 541, Lý Bí chính thức khởi binh chống nhà Lương, khí thế rất mạnh. Theo sách Lương Thư của Trung Quốc, Tiêu Tư liệu thế không chống nổi quân Lý Bí, phải sai người mang của cải đến đút lót để được tha. Quân của Lý Bí đánh chiếm lấy thành Long Biên. Tuy nhiên, Lý Bí chỉ mới kiểm soát được vùng Bắc Bộ Việt Nam hiện nay. Các châu phía Nam vẫn còn trong tay nhà Lương. Tháng 4 năm 542, Lương Vũ Đế sai Thứ Sử Việt Châu, La Châu, An Châu, Ái Châu cùng hợp binh đánh Lý Bí. Nhưng Lý Bí đã chủ động ra quân đánh trước,
phá tan lực lượng quân Lương ở phía nam. Cuối năm 542, Lương Vũ Đế lại sai Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng sang đàn áp. Được tin quân Lương tiến sang, Lý Bí chủ động mang quân ra bán đảo Hợp Phố đón đánh. Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng đi đến Hợp Phố, bị đánh bại, 10 phần chết đến 6, 7 phần. Chiến thắng này giúp Lý Bí kiểm soát toàn bộ Giao Châu, tức là miền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam cộng thêm quận Hợp Phố, khu vực huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và bán đảo Lô Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hiện nay. Trong khi Lý Bí bận đối phó với nhà Lương ở phía Bắc, thì tại phía Nam, vua Lâm Ấp có ý nhằm ngó Giao Châu, biên giới giữa Giao Châu và Lâm Ấp lúc đó là dãy Hoành Sơn. Tháng 5 năm 543, vua Lâm Ấp mang quân xâm chiếm quận Nhật Nam và tiến đến quận Cựu Đức. Lý Bí sai Phạm Tu hoặc Lý Phục Mang cầm quân vào Nam đánh khiến vua Lâm Ấp phải bỏ chạy. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Hoàng đế đầu tiên của nước Nam. Tháng Giêng năm 544, Lý Bí lên ngôi, tự xưng là Lý Nam Đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, lập Trăm Quan, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch Hà Nội, dựng điện Vạn Thọ làm nơi triều hội, thành lập triều đình với hai bang Văn Võ và lấy Triệu Túc làm thái phó, Tinh Thiệu đứng đầu bang Văn, Phạm Tu đứng đầu bang Võ. Tháng 5 năm 545, không chấp nhận thất bại, nhà Lương cho Dương Phiêu hay Dương Thiệu làm thứ sử Giao Châu, đem quân xâm lấn, lại sai thứ sử Định Châu là Tiêu Bột hội với Phiêu ở Giang Tây. Nhưng điều không may nhất cho Lý Nam Đế là lần này ông phải đụng độ với tư mã của Đoàn Quân là Trần Bá Tiên, người về sau sẽ lập nên nhà Trần thời Nam Bắc Triều trong lịch sử Trung Quốc. Trần Bá Tiên đem quân đi trước, khi quân của Bá Tiên đến Giao Châu, Lý Nam Đế đem 3 vạn quân ra chống cự, bị thua ở Chu Diên, lại thua ở cửa sông Tô Lịch, Tinh Thiệu, Phạm Tu đều tử trận. Lý Bí chạy về thành Gia Ninh, nay thuộc xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Quân Lương đuổi theo vây đánh. Tháng Giêng năm 546, Trần Bá Tiên lấy được thành Gia Ninh và quân Lương đóng ở cửa sông Gia Ninh. Lý Bí chạy vào đất người Lạo ở Tân Xương. Sau một thời gian tập hợp và củng cố lực lượng, tháng 8, Lý Bí đem 2 vạn quân từ trong đất Lạo ra đóng ở hồ Điển Triệt, xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Thuyền đậu chật cả mặt hồ, nhưng một đêm nước sông lên mạnh, dâng cao, tràn đổ vào hồ. Trần Bá Tiên nhân đó đem quân theo dòng nước tiến vào. Quân Vạn Xuân không phòng bị, vì thế tan vỡ. Biết mình thế yếu, Lý Bí phải lui vào ở trong động khuất lão. Nhận thấy bản thân cũng không còn đủ uy tín với quân dân, ông ủy thác cho tả tướng Triệu Quang Phục giữ việc nước, điều quân đi đánh Bá Tiên. Ngày 13 tháng 4 năm 548, Lý Bí qua đời, ở ngôi được 5 năm. Theo sách Việt Nam Văn Minh Sử Cương của Lê Văn Siêu dẫn một số nguồn tài liệu cổ, vì mù hai mắt nên đời sau đến ngày giỗ thường phải xướng tên các đồ lễ để vua nghe thấy. Có thuyết cho rằng ông bị người Lạo làm phản giết hại. Dẫu qua đời trong thất bại, nhưng hậu thế vẫn mãi mãi ghi công Lý Bí. Hiện tại hầu hết các tỉnh thành thuộc đồng bằng Bắc Bộ đều có đền thờ ông hoặc tôn ông làm thành hoàng. Trong đó tâm điểm phải kể tới tỉnh Thái Bình. Vị hoàng hậu Tào Khang. Theo các giai thoại dân gian lưu truyền ở vùng Thái Bình và ghi chép trong một số thân tích Ngọc Phả, người vợ đầu tiên của Lý Nam Đế là Đỗ Thị Hương, quê ở Trang An Đễ, còn gọi là Hương Màng Đễ. Đây là thôn Hữu Lộc, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Tuy nhiên, giai thoại gặp gỡ của cả hai lại có nhiều dị bản. Trở thành vợ của Lý Bí, Đỗ Thị Hương đã giúp chồng rất nhiều trong việc chiêu binh mãi mã, xây dựng đồn lũy, lập căn cứ chống quân Lương. Không chỉ có thế, bà còn mang nghề trồng dây chăn tằm, ươm tơ dệt vải dạy cho người dân quê chồng ở Cổ Trai. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí phong bà làm hoàng hậu, hiệu là Linh Nhân, và bà chính là hoàng hậu đầu tiên của nước ta. Làm hoàng hậu chưa được bao lâu thì cha mẹ bà ở quê cũng qua đời. Hoàng hậu viết biểu tâu vua cho phép ở lại quê. Về sau khi Lý Bí qua đời, bà quyết định tự mình đi tới động khuất lão để viếng mộ chồng. Truyền thuyết nói rằng sau khi lễ xong, hoàng hậu đã biến mất, còn bên cạnh phần mộ của Lý Nam Đế lại có thêm một gò đống lớn.
ghi nhớ ơn đức của Hoàng hậu Đỗ Thị Khương, sau này người dân ở quê hương và nhiều nơi khác đã lập đền thờ bà cùng với Lý Nam Đế. Các triều đại sau đều ban sắc phong phúc thần thượng đẳng để tri ân vị hoàng đế và hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Các nhà sử học khẳng định trong thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và vương triều Tiền Lý có vai trò rất quan trọng. Sách 54 vị hoàng đế Việt Nam có viết: Lý Bí, Lý Nam Đế là hoàng đế đầu tiên của nước ta. Ông lập một triều đình riêng là sự khẳng định chủ quyền độc lập, bền vững muôn đời của dân tộc ta. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người Việt tự xây dựng cho mình một cơ cấu nhà nước mới theo chế độ tập quyền trung ương. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.